kết nối vũ trụ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe các thông điệp kết nối. Đây chính là hệ miễn dịch mà chúng ta cần tự tạo ra mỗi ngày và lan tỏa. Kết nối vũ trụ. Hôm nay là một ngày phước lành. Con biết ơn vũ trụ là đạo diễn cho con có phần vai trong vở kịch cuộc đời này. Người đang sắp sẵn những món quà tuyệt vời cho con trên từng khoảnh khắc mà con được thể hiện, được học hỏi và thực hiện sứ mệnh, lẽ sống trong hành trình anh hùng của mình. Những món quà tuyệt vời mà đang được cất giữ nơi trái tim của từng người mà con sẽ gặp, từng việc mà con sẽ làm, mà con chỉ cần dùng chìa khóa của tình yêu thương thuần khiết, sự ngọt ngào, khiêm nhường, sự thông tuệ, bình an để mở ra mọi thứ. Người dẫn dắt để con đi đến nơi con cần phải đến, với phước lành, trí tuệ, tỉnh thức và tinh thông. Con cần có sức mạnh tâm linh, sự quảng đại, bao dung từ người. Con tin người đặt con vào cuộc đời này để sống một cuộc đời phi thường và vĩ đại, chia sẻ vinh quang và uy quyền cùng người. Vì con đang được đại dương nguồn lực từ người để thành công. Người giúp con tràn đầy sự nhận thức, lòng tự trọng, sự hiểu biết, nhận dạng cá nhân, bình an tâm trí, sự tinh thông, sự tự do và mạnh mẽ trong từng phút giây. Con biết ơn và yêu thương người. Xin biết ơn trí tuệ thông thái vô lượng trong linh hồn của con. Xin cảm ơn tâm trí sáng suốt, nhạy bén trong linh hồn của con. Xin cảm ơn tâm ấn sẵn sàng giải phóng những ký ức của kho tàng thức không tốt đẹp trong linh hồn của con, đã tạo thành tiếng nói, hình ảnh, tính cách của con. Và bây giờ con thực sự khẳng định trí tuệ thông minh của mình, làm những việc cần làm, nói những điều cần nói và đi đến những nơi cần đi, gặp những người cần gặp, nghe những điều cần nghe và thấy những điều cần thấy. Trí tuệ thông minh vô lượng trong linh hồn của tôi luôn hướng dẫn tôi làm những việc đúng đắn, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho bản thân tôi và cho mọi người, để tôi thể hiện tốt phần vai trong cuộc đời này để phụng sự, cống hiến và cho đi. Xin biết ơn và biết ơn. Tôi là thực thể, tâm hồn thuần khiết tôi dựng lên trên chính tôi. Tôi giao hòa cùng vũ trụ thiên nhiên, con người và tạo vật thấy rằng chúng tôi đều là một. Mỗi khoảnh khắc tôi đều đắm mình hài hòa và trôi chảy trong năng lượng của sự yêu thương và sự biết ơn thuần khiết của sự cho đi và nhận lại, vốn là quy luật của vũ trụ. Với mỗi một hơi thở của tất cả các nguồn lực từ nhỏ bé đến lớn lao đang nuôi dưỡng cơ thể này, tôi đều biết ơn. Với mỗi một ý nghĩ, một quyết định, hành động của tôi đều nghĩ đến giá trị cho đi và dựng lên chính mình, bảo toàn cho năng lượng của tôi trong vũ trụ được chảy trôi. Tôi dựng lên cơ thể, tôi là một thực thể tâm linh, tôi là một với tất cả trong tâm linh vũ trụ này, nơi tất cả đang trôi chảy và hòa quyện vào nhau. Chúng tôi đều là một. Tôi có sẵn một kho báu thuần khiết bên trong, nơi tình yêu, sự biết ơn, thịnh vượng, thành công, trí tuệ, tự do, bình an luôn được đong đầy. Ngay khi tôi đến với cuộc đời này, tôi tự do khám phá thế giới vật chất bên trong và sự toàn hảo của năng lượng bên ngoài trong vũ trụ để phát triển trong hành trình kiến tạo của người. Tôi yêu sức mạnh thánh thiện bên trong của tôi, nơi tôi có thể tĩnh lặng để quay về bất cứ khi nào, cùng với nhân dạng tôi đang dẫn dắt chính mình, chăm lo cho cơ thể này, yêu thương cơ thể này, biết ơn cơ thể này, vì đó là vật chất hữu hình quyền năng nhất, giúp tôi hoàn thành mọi mục tiêu và sứ mệnh trong hành trình anh hùng của mình. Mỗi ngày, tôi cam kết dành ra một vài phút để tôi làm ba điều quan trọng. Với tất cả lắng động của tâm thức, tôi cầu xin sự tha thứ từ khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh, từ những con người và tạo vật trong suốt bao nhiêu năm qua trên hành trình nhiều giai diễn, nhiều kiếp, tôi đã vô tình làm tổn thương đến họ.
Tôi cầu xin sự tha thứ để được hàn gắn tất cả năng lượng gián đoạn mà tôi đã một phần trong đó. Tôi cầu xin sự tha thứ từ những linh hồn đã mất, những mối tương quan hoặc không tương quan. Tôi đã vô tình hay cố ý đã gây nên những tổn thương đến họ. Hãy tha thứ cho tôi. Xin biết ơn. Với tất cả lòng biết ơn, tôi tri ân mọi thứ trong cuộc đời này mà tôi đã có, đang có và sẽ có. Tôi biết ơn tất cả. Cho dù cuộc đời có gắn nghĩa vui, buồn, tốt, xấu, đối với tôi, tất cả đều là tốt đẹp, tất cả đều là báu vật của tôi trên hành trình phát triển về với bản thể của chính mình. Với tất cả tình yêu thương, tôi cầu nguyện cho chính mình, cho mọi người cùng mọi sinh linh và các tạo vật khác trong vũ trụ này đều được hân hoan trong phước lành tỉnh thức, bình an trong yêu thương, lan tỏa trí tuệ thông thái để nhận biết dấu hiệu trên hành trình trở về ngôi nhà tâm linh của mình. Đến một ngày nào đấy, khi ai cũng tận tụy quay vào bên trong, sửa chữa những lập trình lỗi để hàn gắn chính mình, thì đó là lúc thế giới tốt đẹp lên. Tất cả sinh linh và tạo vật đều được sống trong hòa bình và phát triển yêu thương. Tôi là một tâm hồn mạnh mẽ. Tôi là một tâm hồn nhiều phước lành. Tôi hạnh phúc, bình an, yêu thương, an lạc, thông tuệ, trong sáng và đầy sức mạnh. Tôi là tâm hồn thành công. Tôi là tâm hồn tràn đầy đại dương kiến thức. Tôi yêu mọi việc tôi làm. Tôi đầy lòng từ bi. Tôi yêu bản thân mình. Tôi yêu thương gia đình của tôi. Tôi yêu thương tất cả mọi người trên thế giới này. Tôi yêu mẹ thiên nhiên. Tôi yêu nhân sinh muôn loài. Tôi là một tâm hồn thuần khiết. Tôi là độc nhất của riêng tôi, đặc biệt, sáng tạo và vô cùng tuyệt vời. Tôi hoàn toàn tách khỏi vai trò của tôi, tính cách và bộ trang phục này. Tôi là một tâm hồn yêu thương. Tôi yêu thương bản thân mình và tôn trọng chính tôi. Tôi yêu cuộc đời này và tôi yêu môi trường xung quanh. Tôi yêu những người bạn bè thân thiết mà họ đã cho đi và giúp đỡ tôi. Tôi là tình yêu thương. Tôi trao tình yêu thương và nó trở về tôi gấp bội lần. Tôi được yêu thương và tôi yêu tất cả. Tôi bình an với tất cả mọi người. Tôi hoàn toàn bình an với tất cả tình huống đến với tôi. Tôi đầy ánh sáng và tỏa sáng với đức hạnh thánh thiện. Tôi nhảy vũ điệu hài hòa với nhân cách của tôi. Tôi biết ơn, tôi luôn biết ơn và tôi thật sự biết ơn. Bầu trời bên trong cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và hãy liên tục tăng hệ miễn dịch từ những thông điệp kỳ diệu này. Đây là hành trình quay về với sức mạnh nội tại bên trong. Chúc tất cả các bạn sẽ luôn bình an trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh Bầu Trời Bên Trong.